Thưa quý vị, Tổng thống Philippines Rodrigo Duterte vào ngày 22 tháng 7 nói rằng không có cách gì để ngăn cản ngư dân Trung Quốc vào đánh cá trong hải phận kinh tế của quốc gia này, vốn cũng bị Trung Quốc coi là của họ. Ông Duterte cũng nói không muốn lính Philippines mất mạng trong cuộc đối đầu với siêu cường quốc Á Châu trong cuộc tranh chấp biển đảo ở Biển Đông. Ông Duterte nói khi tìm cách bao chữa cho thái độ nhúng nhường của ông với Trung Quốc trong cuộc tranh chấp về biển đảo trước phiên họp của lưỡng viện quốc hội rằng khi mà chủ tịch Trung Quốc Tập Cận Bình nói rằng tôi muốn đi câu thì ai có thể cản được ông ta. Tổng thống Philippines nói tiếp, nếu tôi gửi lính thủy quân lục chiến của chúng ta đến để đuổi các ngư dân Trung Quốc, tôi có thể bảo đảm với quý vị rằng không một người nào sẽ sống sót trở về. Ông cũng cho biết thêm rằng các cuộc thương thảo ngoại giao với Bắc Kinh đã giúp ngư dân Philippines được quay trở lại đánh cá ở các ngư trường mà trước đó họ từng bị phía Trung Quốc đuổi đi. Các thành phần đối lập ở Philippines đã liên tục chỉ trích ông Duterte, người cố tạo mối quan hệ thân thiện với Bắc Kinh, vì đã không dám phản đối thái độ hung hăng lấn chiếm của Trung Quốc nhắm vào biển đảo của Philippines. Ông Duterte cũng không đòi Trung Quốc phải tuân hành một phán quyết của Tòa trọng tài quốc tế, theo đó khẳng định những lời Bắc Kinh tuyên truyền rằng gần như toàn bộ vùng biển Đông thuộc về Trung Quốc là vô giá trị.